Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học Của Tớ Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích về một trận đại chiến rất hay đánh trong nền tảng chơi cờ nổi tiếng của Trung Quốc là Thiên Tiên Định Kỳ ngày 9 tháng 7 năm 2021 của danh thủ Thiên Mã Vương Mạnh Thần, một trong những tay cờ rất hay của làng cờ tướng Trung Hoa. Trong bản đầu trên thì Mạnh Thần đi tiên thủ, anh ta triển khai thế trận của bên mình bằng phương án tấn công bằng hệ thống tiên chỉ lộ binh 7-1. Bên đây lựa chọn đối binh cục. Bên tiên Mạnh Thần phát triển mã 8-7. Mã 8-7. Mã 2-1 phát triển đường biên và tiếp theo phương án cờ pháo 2-5 để tấn công trung lộ. Bên tiên Mạnh Thần xe 9-8. Bên đen mã 2-3 phát triển mã. Tách pháo qua trong hình cờ trên thì bên đen lập tức triển khai đường cờ mã 7-6 bay mã tấn công. Ngoài bên trên muốn chơi bình ổn hơn thì bên đen có thể lập tức triển khai hệ thống cờ xe 1-2 ra xe đấu ngay để giảm áp lực tấn công của bên tiên. Các bạn sẽ xem trong hình cờ của trận đấu này thì bên đen lập tức triển khai mã 7-6 ngay vút mạng tấn công. Muốn chơi bình ổn thì bên đỏ có thể lập tức triển khai tượng 3-5 để làm vững chắc trận hình. Đi như vậy mà bên đen có dùng mã để chém thoát đầu thì bên tiên có tình huống cờ vươn mạng tấn công. Tuy nhiên thì Thiên Mã Vương Mạnh Thần với lối chơi đặc sắc của mình, anh lựa chọn biến hóa pháo 2-4 ngay. Bên đen tiếp theo phương án nhồi pháo tấn công, pháo 8-4 tấn công vào trung lộ của bên tiên. Ngoài biến hóa trên thì bên đen có thể phát triển thế công khác bằng phương án pháo 8-5. Các bạn thấy được khi đi như vậy thì bên đỏ có hai biến chính, một là phương án đơn giản nhất, tình huống tự 3-5. Hình cờ sẽ khá vững trong bối cảnh như vậy. Hai bên thế giàn quân. Đấu xe và bên đỏ sẽ xe 1-3. Tuy nhiên thì ngoài bên trên thì bên đỏ có một phương án khác chơi cũng rất hay, đó là phương án bất ngờ dùng pháo để phá sĩ ngay. Chấp nhận một phương án xô sát đối với bên đen. Đang bắt xe, các bạn thấy tướng qua có thể vật còn pháo 9-2. Bên đen có ăn qua thì có thể triển khai thế trận bằng mã 7-5. Cờ rất chồng chênh đến từ cả đôi bên, tuy nhiên đây vẫn là cái bối cảnh mà bên đỏ vẫn đứng ở một cái trạng thái tiên thủ. Bên đen mặc dù có pháo trống tuy nhiên không thể phát huy được ngay sức mạnh được. Các bạn sẽ xem trong thực chiến của trận cờ thì bên đen của kỳ thủ giang hồ lập tức cho pháo 8-4 ngay, tấn công vào trung lộ. Bên đỏ của Thiên Mã Vương xem 1-2, pháo vượt qua có thể pháo chống rất mạnh. Tuy nhiên thì với những cao thủ hàng đầu là cờ tướng Trung Quốc thì họ xử lý những tình huống này rất hay. Bên đỏ mã 7-5 và bên đen cho pháo vật để khống chế trung lộ. Ngoài bên trên nếu mà bên đen dùng mã để chém mã hay sao? Khi đó thì bên đỏ hoàn toàn có thể gác tượng 7-5 thôi. Các bạn thấy hai xe của bên đỏ là rất mạnh, trong khi đó thì hai xe của bên đen chưa hề xuất kích. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đen mặc dù vật pháo qua ăn mã được của bên tiên và đang có thế pháo chống, tuy nhiên về cái hình công thì không đủ mạnh để tấn công bên đỏ. Mạnh Thần anh bình tĩnh cho xa tiến 4. Bên đen cho thu pháo về và bên tiên lập tức điều xa về 4 ngay để triệt tiêu hoàn toàn thế công của bên đen. Mã thoát về. Mã 1 thoái 3 tìm cách phát triển thế công. Các bạn thấy mặc dù bên đen có thế pháo chống, tuy nhiên thì với tài nghệ điều quân đỉnh cao của mình thì bên tiên không hề ngán ngại điều này. Xe 9-8, Mạnh Thần phát triển mã, tiến xe nhòm tốt, xe 4-1 để tạo thế phá cái thế công của bên đen. Bên đen xe 8-7 và bên tiên của Thiên Mã Vương anh cho mã chèn phá đầu ngay, triệt tiêu hoàn toàn thế công bằng pháo trống của bên đen. Sau hình cờ trên thì bên đen xử lý tiếp theo bằng phương án không ăn tốt qua ngay, lập tức điều xe qua để chiếu tướng trước. Ngoài bên trên nếu mà bên đen xử lý bằng phương án 5-1 thì sao? Các bạn thấy ngay khi đó thì bên đỏ có thể ăn xe có tốt, hình cờ hai bên vẫn là một trạng thái đối công. Tuy nhiên thì bên tiên phải đứng ở một trạng thái chơi cờ tốt hơn. Trong thực chiến thì bên này lập tức điều con xe 7-5 để chiếu tướng. Bên đỏ đóng pháo vào đầu, xe thoái về và tiến xe để cản mắt tượng ngay, hình cờ tấn công rất hay về phía trận hình của bên đen. Trong thực chiến thì đen tiếp theo bò binh 7-1 qua sông. Ngoài bên trên nếu mà xử lý bằng biến hóa 6-5 thì sao?
đây vẫn là hình cờ mà bên đỏ cũng khá yêu. Khi hoàn toàn thiệt thoái pháo về, các bạn thấy mượn đường tấn công của trung lộ đấy. Xem một bình 2 thì có thể đấu ngay. Mã 3 thành 2 thì là lập tức tình huống đóng pháo vào đầu. Các bạn thấy xe thoát đi thì có thể vượt qua một hình cờ tấn công rất mạnh về phía trận hình của bên đen. Chúng ta sẽ xem trong thực chiến thì bên đen xử lý bằng binh 7-1. Bên tiên là dãy pháo tấn công điểm tượng. Tượng 7-9. Pháo 3-1 mượn đường đóng vào trung tâm. Sĩ 4-5. Và tình huống cờ tiến xe làm khó. Đúng ra trong hình cờ này thì bên đen lên xử lý bằng phương án xe 1-2 thì tốt hơn. Thực chiến lựa chọn mã 3-4 về là một biến hóa không hay. Các bạn sẽ phân tích qua tình huống này, nếu mà bên đen đi xe 1-2 thì sao? Khi đó bên đỏ có thể đấu ngay tượng qua, mặc dù bên tiên có thể đóng con pháo 3-5 để tấn công. Xe chạy là bất mã, tuy nhiên vẫn là tình cờ mà bên đen có thể chơi được khi có thể phục với thủ pháp vừa chạy vừa công bằng ngự thân trinh. Đang dọa cục, các bạn thấy là có thể phá được sĩ của bên đỏ cho hình cờ như vậy. Mặc dù bên tiên thiên mã vương vẫn đứng ở thế cờ trên, tuy nhiên hình cờ của bên đen không phải là quá yếu trong hình cờ như vậy. Chúng ta sẽ xem trong thực chiến của hình cờ thì bên lập tức cho thoái mã về. Bên đỏ đóng pháo vào đầu, xe thoát qua và vật ngay. Từ hình cờ trên chúng ta thấy được với trình độ của mình thì cái thế công của bên tiên là quá mạnh và dường như không thể phòng thủ thành công dành cho bên đen. Bên đen xe 1-2, bên đỏ tiến xe nhóm tượng, xe 1-3 và tình huống cờ sĩ 4-5. Lắc qua và tiếp theo phương cờ binh 7-1 để cho bên đỏ có thể thắng ngay. Ngoài bên trên, nếu mà bên đen xử lý bằng phương án tượng 9-7 về để tránh đòn công trước thì vẫn bị tấn công rất mạnh. Tuy nhiên vẫn là cái trạng thái tốt hơn. Khi đó bên tiên có tiến con pháo qua thì có thể vén tượng 3-1 trước tượng đường biên để dùng con mã lộ 4 để phòng thủ trước tình huống cờ đe dọa xe 8-1 để tấn công. Các bạn sẽ xem trong hình cờ thực chiến thì bên đen đi tình huống cờ binh 7-1 đã để cho bên đỏ tấn công ngay. Thiên mã vương mệnh thần tiến pháo tấn công. Bên đen tượng 9 thoái bay và tình huống cờ xe 8-1 để dọa cục. Sau hình cờ trên thì bên đen đã phải chính thức buông cờ xin thua. Bởi các bạn thấy ngay thì thế nào thì cũng thua thôi. Chạy mã đi không được, chạy mã đi là lập tức bị xe 8-5 là cục ngay. Thoái xe về thì cũng không được, bởi khi đi như vậy thì bên tiên cũng chỉ cần thản nhiên dùng xe chém qua thôi. Các bạn thấy mã ăn về là thua ngay. Tiến xe thua. Ở trong hình cờ mà bay mã qua thì vẫn bị thua bằng tình huống cờ xe đóng vào trung tâm với xe để đánh cục ngay. Như vậy kênh học của Tư Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đánh trên một trận cờ thi triển rất hay trên nền tảng chơi cờ online của Trung Quốc Thiên Tiền Tự Kỳ vào ngày 9 tháng 7 của Thiên Mã Vương Mệnh Thần, một ván cờ thì được đẳng cấp chơi cờ rất cao của anh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.